bạn không chấp nhận đi làm thuê, thật là tuyệt vời. Bạn muốn khao khát làm giàu, thật là tuyệt vời, xin chúc mừng bạn. Nhưng mà bạn ơi, đừng thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào. Kinh doanh nó cực kỳ khó, cực kỳ khó. Các bạn có thấy rằng là rất nhiều các bạn đã khởi nghiệp bằng cái quán quần áo, quán cà phê, hay là quán trà chanh, hay là quán bia, đều đã thất bại. Tôi rất khuyến khích các anh chị em, các bạn trẻ khởi nghiệp và đi kinh doanh để mà có thu nhập tốt. Bởi vì là kinh doanh là cái cách làm giàu phổ biến nhất hiện nay và nó rất là tuyệt vời. Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng anh em ạ, đừng thấy người ta ăn khoai mà vác mai đi đào. Tất cả nó kinh doanh nó rất là khó, và tất cả cái điều đó chúng ta phải có cái sự học hỏi và hiểu biết về kinh doanh. Các bạn có thấy rằng là rất nhiều đôi bạn trẻ cưới nhau xong, đúng không ạ? Bên nội bên ngoại cho ít vàng, ít tiền, bạn bè mừng cho, và có 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu và chỉ một vài tháng mở ra một công việc là muốn rằng là vợ chồng sẽ trông vào đó, nhưng cuối cùng là bay hết số tiền đó, và cuối cùng là bây giờ chả biết làm gì, mà làm thuê thì ngại, đúng không? Các bạn thấy không? Thực tế là rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta là như vậy. Vậy thì anh em ạ, đặc biệt là video này dành cho những bạn trẻ, những bạn mới khởi nghiệp và những bạn chưa giàu, mình không dám hướng dẫn các bạn đã giàu đâu. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Vậy thì mấy ngày hôm nay mình chia sẻ cho anh em mấy cái bí quyết để mà chúng ta có thể kinh doanh thành công trong cái khởi nghiệp của mình, kiếm vài một tháng vài chục triệu, có thể hàng trăm triệu, hoặc là có thể hơn, tùy theo cái khả năng, cái tư duy, cái nhanh nhạy của mỗi bạn mà thôi. Các bạn thân mến, thì cái sự thật là như này, rất nhiều bạn trẻ đã mở công việc kinh doanh ra, và trong một cái thời gian rất ngắn thôi, vài tháng, cùng lắm là 5-6 tháng sẽ bỏ, đúng không ạ? Bởi vì là mình thích là mình làm, chứ mình không hiểu về cái đó. Nhưng cái nguyên nhân đầu tiên là chúng ta sớm bỏ cuộc, quá sớm bỏ cuộc. Sớm khi nếu như một cái mô hình nào kinh doanh nào đó mà tồn tại được 2 năm đến 3 năm thì chắc chắn sẽ thành công, cho dù làm to hay là làm nhỏ rồi dần dần sẽ làm to rồi sẽ làm to hơn. Nhưng mà vấn đề là cái kiên trì của các bạn. Có cái câu chuyện là mỏ vàng, đào vàng trong cái quyển sách của ông trong sách mà nghĩ giàu làm giàu ấy, của ông Napoleon Hill ấy, thì ông có nói rằng là có kể với câu chuyện là khi mà đào vàng được 90 phân rồi không thấy vàng thì chỉ cần có một 10 phân nữa thôi là thấy vàng thì lại bỏ cuộc và không đào nữa, và cái người khác người ta đã đào thấy, chỉ thêm có 10 phân nữa là người ta đã đào thấy vàng. Vậy thì các bạn, đầu tiên là các bạn hãy kiên trì đã, kiên trì. Nhưng mà vấn đề là phải kiên trì nhưng phải có phương pháp các bạn ạ. Các bạn kiên trì nhưng phải có phương pháp. Nhưng các bạn cứ kiên trì làm thật lực, làm cũng như là cứ kiên trì mở ra, cuối cùng là tiền nhà cũng không đủ, đúng không ạ? Thuê nhà bây giờ tối thiểu bây giờ một tháng là 6-7 triệu một tháng tiền nhà, một năm mất hoặc là 8 triệu, 9 triệu tiền nhà, một năm mất gần 100 triệu hoặc là hơn 100 triệu tiền nhà, thì phá sản lại càng thêm phá sản. Đó, nhưng mà vấn đề là chúng ta phải kiên trì có phương pháp. Chúng ta phải nỗ lực về marketing, chúng ta phải làm sao quảng cáo, bán hàng như thế nào để mà đông khách hơn. Đó. Cái thứ hai nữa là, anh em ạ, các bạn trẻ thân mến này, trước khi mình đi kinh doanh thì bạn, nếu trước khi kinh doanh thì bạn hãy đi làm thuê chính cái công việc mà mình định mở kinh doanh đó, mình thích kinh doanh đó, mình thích rồi, nhưng mà đi làm thuê để mình hiểu hơn về nghề, và hiểu hơn về cách đối đãi với khách hàng, cách đối đãi với nhân viên, cách thuê, cách quản lý khách hàng như thế nào, và chăm sóc khách hàng như thế nào để mà đông khách hơn, đúng không ạ? Đó, các bạn phải đi học. Bạn thích một cái mô hình kinh doanh nào đó, bạn đi làm thuê, thâm nhập vào đó 3 tháng đến 6 tháng, thậm chí là 1 năm để mình có kinh nghiệm hơn. Hai nữa là mình có vốn liếng và có vốn về kinh nghiệm, có vốn về cách bán hàng, đối xử với khách hàng, học hỏi người khác như nào để mà các bạn có thể là khi mà mở kinh doanh riêng các bạn có kinh nghiệm hơn, đúng không ạ? Các bạn là khi mà đi làm thuê và là chính như mình nhiều video mình đã nói, làm thuê là cái cách học nghề miễn phí, làm thuê là cái cách học nghề miễn phí. Bạn vừa đi học nghề không mất tiền mà bạn lại được tiền. Đó. Thế thì khi mà mình đi làm thuê xong, mình về mình mở, mình áp dụng y xì như cái cửa hàng mình làm thuê đó. Cái cửa hàng mình làm thuê đó,
bạn ấy làm thuê ở đó, bạn về bạn làm y xì người ta làm như nào mình làm như thế, và có cải tiến thêm một chút về khuyến mại, về hình ảnh, về cách marketing, khác người đi một tí, khác người ta đi một tí là bạn sẽ thành công. Và như vậy, nhưng mà vấn đề là bạn phải kiên trì nhá, đừng có mở 3 tháng 6 tháng là bạn đã bỏ rồi đó. Thế thì một cái khác nữa là bạn phải đặt mục tiêu tài chính. Bạn muốn kiếm bao nhiêu tiền trong cái công việc kinh doanh đó? Bạn kiếm muốn kiếm bao nhiêu tiền? Bạn muốn kiếm 20 triệu hay là 30 triệu hay là 50 triệu một tháng? Thế thì bạn đặt mục tiêu ra. Mục tiêu đi trước phải chiến lược đi sau. Nếu mình đặt mục tiêu là mình tháng mình kiếm 30 triệu, mình mở quần áo có được không? Được. Mình mở quán trà sữa có được không? Mình mở một cái vịt nướng vỉa hè có được không? Mình mở bán lòng lợn buổi chiều ở vỉa hè có được không? Thế thì đó, thế thì mình khi mà mình thấy cái nào dễ thì mình làm, cái nào mình yêu thì mình làm, cái nào mình thích thì mình làm, mà nó ra tiền thì mình làm. Và bạn quan tâm đến một cái nữa là quan tâm đến cái tỷ suất lợi nhuận đó nhá bạn nhá. Khi mà bạn mở ra một cửa hàng quần áo, bạn phải đầu tư ra 200-300-400 triệu, đúng không ạ? Một tháng mình mới kiếm được 30 triệu hay là 40 triệu hay là 50 triệu, đúng không ạ? Nhưng mà bạn mở ra một cái quán vịt nướng, bạn gần như là không phải được, gần như là không đầu tư gì, đầu tư thì gọi là 10-15 triệu, 20 triệu đi, đúng không? Nhưng mà ngày nào thu ngày đấy, một tháng kiếm 30 triệu như thế lại ngon hơn, đúng không ạ? Mình quan tâm đến cái tỷ suất lợi nhuận. Các bạn thân mến này, mình chỉ hướng dẫn cho anh chị em là các bạn là trẻ, các bạn mới ra khởi nghiệp, các bạn chưa có công ăn việc làm, hay là các bạn đang không chấp nhận với cái thu nhập hiện tại của mình, các bạn không chấp nhận cái thu nhập hiện tại của mình thì các bạn sẽ bước ra và các bạn khởi nghiệp, đó là một điều rất là tốt, rất là tuyệt vời. Nhưng mà các bạn phải trả giá cho cái sự thất bại, bạn phải vật lộn với cuộc sống rất là nhiều, thậm chí là phá sản lên phá sản xuống, mở kinh doanh ra xong là đi là thất bại, đi làm thuê, mở kinh doanh ra xong là thất bại, đi làm thuê, tiếp tục như vậy, và cuối cùng thì bạn cũng thành công thôi. Bạn là người quyết tâm như vậy thì bạn sẽ thành công, nhưng mà đốt nhiều tiền và mất nhiều thời gian quá. Cho nên là bạn hãy theo dõi các video của những người thành công như chúng tôi thì các bạn sẽ rút ngắn cái thời gian mà các bạn thành công hơn, để các bạn thành công. Anh chị em thân mến thì mình cũng xin chia sẻ với anh em rằng là nếu mà học về kinh doanh ấy thì nó có nhiều các cái mà nó khó thật sự, bình người thường thì không hiểu được, thật sự là rất khó hiểu. Nếu mà khi mà mình làm kinh doanh, nếu mà để mà làm đúng về kinh doanh sản phẩm hay là gì đó thì mình phải học kinh doanh về rất nhiều vấn đề. Vấn đề đầu tiên là mình xem cái, nếu mà để mà học ấy, thì thật sự là khó hiểu. Nhưng mà mình giải thích từ đầu video rất khó hiểu, để cho các bạn rất thật là dễ hiểu thôi. Trước khi đi kinh doanh về thì phải đi làm thuê đã, và học hỏi mô hình kinh doanh đó. Sau đó là mình phải có sự kiên trì, sau đó là mình đặt mục tiêu, mình phải đặt mục tiêu tài chính, sau đó mình mới kiên trì đặt mục tiêu kiếm bao nhiêu tiền thì mình mới mở ra. Mình hướng dẫn cho các bạn trẻ rất là đơn giản thôi, còn nếu học kinh doanh ấy, học kinh doanh mà theo đúng các thầy dạy ấy, thì nó cực kỳ phức tạp anh em ạ. Nó phức tạp là ví dụ như là bạn phải xem cái nỗi đau ở khu vực này, khách hàng người ta cần gì, sau đó mình mới tung ra cái sản phẩm đó chính là việc cái thuốc giảm đau, vân vân. Cho nên là các bạn rất là khó hiểu trong việc kinh doanh. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình hướng dẫn một cách đơn giản, một tháng các bạn kiếm vài 30 triệu nó rất là dễ. Ví dụ như là đơn giản như này, mình nói thật sự nó rất là đời thường thôi. Một cái cửa hàng vịt nướng, một cái quán vịt nướng người ta bán một ngày 20 con là người ta kiếm được hơn 1 triệu rồi, đúng không ạ? Mà hai vợ chồng mà có hai con vịt nướng như thế, một tháng kiếm 40 triệu rồi. Các bạn, 40 triệu thật sự là bằng lao động nước ngoài, xuất khẩu lao động nước ngoài rồi, chứ còn gì thì bằng. Nhưng vấn đề là khi mà mình kiếm được tiền rồi thì mình phải chắt bóp hạt tiện, mình có tiền mình đi đầu tư. Không lẽ mình đi nướng vịt nướng cả đời, đúng không? Không lẽ mình đi làm cái công việc đó cả đời? Khi mà mình đi đầu tư, mình có tiền rồi, lúc đó mình sẽ nghỉ. Ví dụ như bạn làm vịt nướng, ví dụ đơn giản nhá, bạn làm cái quán vịt nướng vỉa hè thôi thì có thể nhờ ai đó được, hoặc là buổi chiều thì chả ai người ta đuổi đâu. Bạn ra cái chỗ nào ngã ba ngã tư nào đó nhờ vả người ta rồi là như nào đó để bạn có chỗ để mà bán hàng, bạn bán một lúc buổi chiều thì bạn đứng 1-2 tiếng bạn có thể giả người ta một ít tiền cũng chả sao cả. Nhưng câu chuyện là vợ một cửa hàng, chồng một cửa hàng cả ngày làm rồi, bạn cày trong vòng 5 năm 7 năm hay 10 năm, mỗi tháng kiếm 40, là một năm kiếm 400, 10 năm 4 tỷ. Nếu như lại trong quá trình đó bạn mua được vài suất đất thì bạn sớm về hưu, đúng không ạ? Bạn không phải đi nướng vịt cả đời. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi video của trước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.